Lịch sử toàn thư xin được kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn một ngày mới an lành và mạnh khỏe. Quý vị và các bạn thân mến, video ngày hôm nay của chúng tôi có những nội dung chính sau đây. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Nguyễn Hữu Thọ, con người của tình đoàn kết dân tộc. Đồng chí Nguyễn Hữu Thọ, bí danh Ba Nghĩa, sinh ngày 10 tháng 7 năm 1910 trong một gia đình công chức tại Long Phú, Tổng Long Hưng Hạ, Phủ Trung Quận, tỉnh Chợ Lớn cũ, nay thuộc huyện Bến Lức, tỉnh Long An, tiêu biểu cho sự đoàn kết các tầng lớp nhân dân. Năm 1921, mới 11 tuổi, Nguyễn Hữu Thọ sang du học tại trường trung học Mignet, miền Tây Nam nước Pháp, với thành tích học tập rất xuất sắc. Năm 1928, Nguyễn Hữu Thọ được Trường Đại học Luật khoa và Văn khoa Aix-en-Provence nhận vào học tại khoa luật của trường và tốt nghiệp cử nhân loại xuất sắc tháng 9 năm 1932. Năm 1933, Nguyễn Hữu Thọ trở về nước, làm việc tại văn phòng của một luật sư người Pháp. Sau 5 năm tập sự, năm 1939, Nguyễn Hữu Thọ đỗ kỳ sát hạch của luật sư đoàn và trở thành luật sư, mở văn phòng luật tại Mỹ Tho, Vĩnh Long, Cần Thơ, rồi Sài Gòn, Chợ Lớn. Tiếng tăm của vị luật sư trẻ tài năng luôn bênh vực lẽ phải đã lan ra khắp Nam Kỳ lục tỉnh. Ngày 16 tháng 10 năm 1949, Nguyễn Hữu Thọ được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương, hoạt động trong phong trào trí thức và bị Pháp bắt vào tháng 6 năm 1950. Bị giam ở Lai Châu và Sơn Tây tháng 11 năm 1952. Sau khi được trả tự do, ông tham gia phong trào đấu tranh hợp pháp, đòi hòa bình ở Sài Gòn, Chợ Lớn, là phó chủ tịch phong trào bảo vệ hòa bình. Tháng 3 năm 1964, Đại hội Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam lần thứ 2 đã bầu đồng chí làm chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận. Đến tháng 6 năm 1969, đồng chí được cử làm chủ tịch Hội đồng Cố vấn Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Sau khi thống nhất đất nước, đồng chí Nguyễn Hữu Thọ được nhân dân bầu làm đại biểu Quốc hội các khóa 6, 7, 8 và được Quốc hội tín nhiệm bầu làm Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tháng 6 năm 1976, quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tháng 4 năm 1980, Chủ tịch Quốc hội và Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tháng 7 năm 1981. Ngay từ những năm tháng đầu tiên tham gia cách mạng, đồng chí Nguyễn Hữu Thọ là hiện thân tiêu biểu cho sự đoàn kết các tầng lớp nhân dân. Tên tuổi đồng chí gắn liền với giới trí thức, sinh viên, học sinh Nam Bộ, với những cuộc vận động lạc quyền cứu đói giúp đồng bào. Là biểu tượng cho tình tương thân tương ái, lịch sử sẽ còn mãi ghi nhớ luật sư Nguyễn Hữu Thọ. Trước tiên là việc tổ chức Đại hội Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam diễn ra từ ngày 31 tháng 1 đến ngày 4 tháng 2 năm 1977 tại thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của tổ chức mặt trận trên cả hai miền Nam Bắc, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam. Hội tụ tinh thần dân tộc, lòng yêu nước, đồng chí Nguyễn Hữu Thọ luôn dành thời gian đi thăm hỏi đồng nghiệp, bạn bè trong giới trí thức cũ. Nhiều trí thức chế độ cũ qua tiếp xúc với đồng chí Nguyễn Hữu Thọ đã giải tỏa được mặc cảm, được khơi dậy tinh thần dân tộc và lòng yêu nước. Sau Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 2, chương trình hành động đề ra những biện pháp công tác mới để thúc đẩy công tác mặt trận được ban hành, nhưng mức độ chuyển biến vẫn còn chưa đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ cách mạng và vai trò của mặt trận. Đồng chí Nguyễn Hữu Thọ cho rằng, mặt trận phải trở thành nơi tập trung trí tuệ, sáng tạo của mọi tầng lớp nhân dân, là trung tâm đoàn kết của tất cả mọi người Việt Nam yêu nước, không phân chia thành phần giai cấp, tôn giáo, tín ngưỡng, không phân biệt người sống ở trong nước hay đang sống ở nước ngoài. Tại Đại hội 4 Mặt trận Tổ quốc, đồng chí được bầu làm chủ tịch danh dự của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Khi nói về công lao, cống hiến của đồng chí Nguyễn Hữu Thọ với sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng chí Lê Quang Đạo, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 4 khẳng định:
phải thừa nhận rằng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ sau Đại hội lần thứ 3 có bước tiến mới. Phẩm chất, đạo đức, tài năng của đồng chí Nguyễn Hữu Thọ tạo nên ở ông một nhân cách cao đẹp, đáng kính. Nguyễn Hữu Thọ là con người tiêu biểu cho phẩm chất đạo đức, sống có tình, có nghĩa của dân tộc. Cũng như mọi người dân Việt Nam trong thời đại ngày nay, đồng chí Nguyễn Hữu Thọ không bao giờ quên công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân tộc. Tiếp thu truyền thống đoàn kết của dân tộc, được Đảng giáo dục và được tôi luyện trong phong trào đấu tranh của nhân dân, đồng chí Nguyễn Hữu Thọ đã phấn đấu hết mình để xây dựng tinh thần đoàn kết dân tộc. Đồng chí không chỉ góp phần to lớn vào thắng lợi của đất nước, mà còn trực tiếp chỉ đạo thực hiện chiến lược đoàn kết, dân tộc và quốc tế theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Video của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên nhấn like, đăng ký và theo dõi kênh để nhận những video mới hữu ích nhất. Ban biên tập xin được kính chúc quý vị luôn vui vẻ và an lành. Xin chào và hẹn gặp lại!